Thi Thiên đoạn 5 câu 11 chép: Nhưng ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy. Còn gì bằng khi ta được nương náu nơi Chúa? Còn gì bằng khi ta được đặt trọn niềm tin nơi Ngài? Vì Ngài là chốn nương thân an toàn nhất. Xin mời họ thánh cùng tôn vinh Chúa và thánh ca 246, chốn nương thân.